Liên quan tới vụ cô gái bị đôi vợ chồng hành hung ngay trước nhà nghỉ gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua, công an Hậu Giang cho biết đã khởi tố hai bị can hành hung thiếu nữ 19 tuổi giữa đường, người nam đã bỏ trốn, nếu tuần sau chưa bắt được sẽ phát lệnh truy nã. Liên quan tới vụ cô gái bị đôi vợ chồng hành hung trước nhà nghỉ gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua, công an Hậu Giang cho biết đã khởi tố hai bị can hành hung thiếu nữ 19 tuổi giữa đường, người nam đã bỏ trốn, nếu tuần sau chưa bắt được thì sẽ phát lệnh truy nã. Liên quan tới vụ thiếu nữ 19 tuổi bị người đàn ông cao lớn hành hung giữa đường vào trưa ngày 11 tháng 7, tại cuộc họp báo giao ban 6 tháng đầu năm 2023 do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Giá, phó giám đốc công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thanh Thiên, 21 tuổi và Võ Thiên Kim, 19 tuổi, cùng ngụ ở thành phố Vị Thanh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cặp đôi được xác định đã hành hung DTTL ngủ ở thị xã Long Mỹ khiến cho cô gái phải nhập viện điều trị thương tích 6%. Đại diện công an Hậu Giang thông tin trong buổi họp báo, hiện đối tượng Thiên đã bỏ trốn, nếu tuần sau không bắt được sẽ phát lệnh truy nã, còn Kim vợ của Thiên đang mang thai nên cho tại ngoại. Trước đó vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, Kim cùng Thiên đến nhà nghỉ TT ở phường 4 thành phố Vị Thanh tìm lờ để nói chuyện. Nguyên nhân hai người này tấn công cô gái vì cho rằng lờ dương hô hỗn với Kim, gọi Kim bằng nó. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ khi clip ghi lại cảnh vợ chồng Kim hành hung lờ bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút hơn 30.000 lượt chia sẻ và bình luận. Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà đôi vợ chồng đã ra tay hành hung lờ khiến cho nạn nhân bị thương tích 6%. Hy vọng cơ quan điều tra sẽ sớm bắt được đối tượng bỏ trốn và sẽ có hình phạt thích đáng dành cho hai đối tượng này.